Nếu như cây phát triển đọt bình thường, lúc nào cũng sáng đọt như vậy thì anh giữ nguyên. Còn nếu như hiện tượng mà đọt tịt, không có cái hiện tượng sáng đọt này thì tăng đạm đi, tăng MAB đi. Còn tất cả các cây khác giữ nguyên. Ớt chuông là một trong những cây trồng được bà con nông dân tập trung canh tác khá nhiều trong thời gian gần đây vì giá trị lợi nhuận ớt chuông mang lại rất cao. Vậy những vấn đề cần lưu ý khi thăm canh cây ớt chuông trong nhà lưới theo mô hình công nghệ cao là gì? Sau đây mời bà con cùng bác sĩ cây xanh tìm hiểu chi tiết về cách trồng và chăm sóc ớt chuông từ chia sẻ của nhà nông Tuấn Anh tại Đà Lạt nhé. Hiện tại bây giờ theo cái cách làm của anh á thì đây mọi người đã nhìn thấy là tủ bạn này và dưới nhỏ giọt dây. Em hiểu không? Nhỏ giọt dây này. Đi 2 dây. Hai bên nhỏ giọt dây đó. Thì ớt hay cà chua cũng vậy thôi, thì ngoài sau khi làm đất là xử lý này bón nót là phân hữu cơ thì bắt đầu trồng cây giống xuống, 10 ngày sau thì bắt đầu anh cho ăn. Thì anh cho ăn phân ở đây là toàn phân tinh gửi tưới qua đường nhỏ giọt. Thì chủ yếu hiện tại là anh đang xài là MKB và MAB với canxi magie. Thì như cây chưa cho thu hoạch thì cứ một xào á, ớt này thì anh tưới là 1.000 m2 là anh tưới đi 2 kg MKB, 1 kg MAB, 2 kg canxi, canxi nitrat, 1 kg magie nitrat, 2 kg magie sulfat. Này đi cứ 3 ngày một lần cho 1.000 m2. Bắt đầu có trái thì em sẽ tăng dần. Như bắt đầu nuôi trái như bây giờ thì anh bắt đầu tăng. Anh tăng 1/4 của tổng số phân. Khi bắt đầu trái gần thu hoạch thì anh tăng 1/2. Và cứ như thế. Anh nếu như cây phát triển đọt bình thường, lúc nào cũng sáng đọt như vậy thì anh giữ nguyên. Còn nếu như hiện tượng mà đọt tịt, không có cái hiện tượng sáng đọt này thì tăng đạm đi, tăng MAB đi. Còn tất cả các khác giữ nguyên. Việc áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt không đơn thuần chỉ để cung cấp nước tưới mà chúng còn được sử dụng để bón phân, cung cấp dinh dưỡng cho ớt. Đặc biệt có thể điều chỉnh lượng nước tưới cũng như dinh dưỡng cung cấp cho cây một cách tiện lợi hơn thông qua hệ thống nhỏ giọt. Tưới như thế nào cho đúng cách và hiệu quả còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đất, thời tiết, độ ẩm. Cụ thể là cái tưới thì lại phải tùy mỗi loại đất để áp dụng tưới, chứ không thể nó là đất nào cũng đất nào được. Đất nặng và đất nhẹ, để xem cái thổ như đất mình đất nặng hay đất nhẹ để quyết định được tưới. Và đầu tiên á, cái việc đầu tiên là phải moi lên thổ. Nói chung là người ta nói là cây gì cũng vậy thôi, độ ẩm cao và độ ẩm thấp, chứ không ai nói ướt nghe. Ướt là úng rồi, đúng không? Đừng tưới ướt đi, không phải. Tất cả mọi sách vở nào đều nói là cây này ưa độ ẩm cao, ưa độ ẩm thấp rồi, chứ không có chuyện là ướt. Cho nên là cái tưới nước này là phải tùy theo đất. Như đất nặng của anh thì anh tưới là cứ 3 ngày anh tưới lại tưới nước luôn. Đấy là bình thường, thời tiết bình thường. Còn lại phụ thuộc vào thời tiết nữa. Thế dụ như là thời tiết như bữa ngày hôm nay thì anh phải giãn ra, nghỉ một đợt anh mới tưới nước một lần. Thì nếu thời tiết mà nắng gắt thì em phải tăng lượng nước lên một chút, 20-30%. Thí dụ như thay vì em tưới 20 phút thì em tăng lên là 25 phút hoặc nửa tiếng. Thế còn nếu trời này thì phải cắt cứu nước một chút, cây chậm phát triển, không nhé, dư nước là quan trọng. Đặc biệt những cây mà có bông dài, cái ớt cái cây chua dư nước, nhất là cái cây chua dư nước chết chắc. Còn cái ớt này dư nước là dụng bông. Ngoài việc chăm sóc cây, tưới nước và bón phân đầy đủ, cân đối theo quy trình thì bà con cần chú ý thường xuyên thăm vườn, kiểm tra sâu bệnh hại và phun thuốc định kỳ cho cây ớt chuông. Trên cây ớt chuông có các loại sâu bệnh hại chủ yếu nào và cách nhận biết, xử lý phòng trừ ra sao? Mời bà con tiếp tục cùng chúng tôi lắng nghe chia sẻ từ anh Tuấn Anh nhé. Cái bọ trĩ đó là một cái vấn đề thực ra ở đây ai cũng sợ mà không dám trồng ớt.
bây giờ người ta thiên về trồng chuyển nghề chua. Thực sự ra là anh hiện tại bây giờ cứ mỗi một năm làm anh lại lòi ra, chứ còn anh cũng chưa dám chắc đâu. Cái canh tác của người dân cũ ngày xưa nó có một cái dở như này này. Thí dụ như bây giờ cái đám của em đang bị bỏ trĩ đúng không? Bây giờ anh chỉ cho em một loại thuốc, em chỉ nó chết. Đúng là nhìn nó chết. Nhưng mà khi mà bà con mà thấy cái thuốc nó chết rồi á thì lại lợi dụng nó quá. Đấy, nó xịt miết đó. Đó. Thì khi nó nhòn rồi thì em hết đường chỉ kín. Đó. Cho nên là riêng cái bộ chỉ này là thứ nhất nó phải đúng bốn đủ. Thứ nhất là phải đúng thời điểm. Tức là em đừng để cho nó bùng dịch mà phải xịt ngừa. Cái hai và nhất là cơ bản nhất là đủ lượng nước. Bởi vì hầu như tất cả các loại thuốc bây giờ đều là tiếp xúc vị độc. À, chứ còn không có cái chuyện mà hấp thụ lưu dẫn không có đâu. Bởi vì những cái thuốc mà lưu dẫn hoặc là những cái thuốc mà lưu đậu lâu ngày bây giờ cấm hết rồi. À, chỉ đây là tiếp xúc vị độc thì bắt buộc là em phải xịt lượng nước nhiều. Bởi vì nó nhiều đoạn như này. Thay vì là bình thường anh xịt cái đám này thuốc đấm á, là một xào á, là từ 45 đến 50 lít trong 1.000 m². Nhưng mà riêng anh xịt bỏ trĩ thì nó phải lên tới 80 lít. Anh phun gấp đôi lên. Tức là em phải xịt cho kỹ. Thì cứ chỗ này con nào mà dính thuốc thì nó mới chết. Chứ còn nếu không dính thuốc là không chết. Mà nếu như nó không chết 2-3 đời rồi nó kháng thì em khỏi chịu. Đấy là một. Cái thứ hai nữa là em phải luôn đổ thuốc liên tục, không để cho kháng. Mặc dù cái thuốc này rẻ tiền, hiệu quả, nhưng mà em cũng không thể lạm dụng được. Đấy không? À, nhện cũng vậy. Nhện thì hầu như là nếu trời nắng nóng là nó phát triển kinh khủng. Nhiệt độ càng cao thì nhện càng phát triển mạnh. Thì bữa em phải tưới độ ẩm cao. Nhưng mà cái đó nó cũng hai mặt. Nếu như nóng ẩm cao thì sinh ra nhiều cái loại nấm bệnh lâm nghiệp. Nếu trời này anh tưới vô tư, nhưng mà trời mà nhiệt độ mà cao mà em tưới vô nóng ẩm thì này nấm bệnh sinh. Nấm bệnh nó ủ trong này này, nóng ẩm là sẽ sinh ra nhiều thứ bệnh mà em không để. Đó. Thà như ẩm như khô hoặc nóng mà ướt. Còn nóng ẩm thì nhiều cái bệnh khiếp lắm. Cái nóng ẩm nó sinh ra nhiều thứ bệnh, như là cái ớt này là bệnh phân trắng. Nóng ẩm bệnh cái từ nôm na của địa phương mình gọi là bệnh lông chuột. Người ta khoa học nó đẻ chẳng biết là hết cứu. Có ớt nó hay bị sương mai đốm lá gì không anh? Không, sương mai thì ớt thì ít bị, đốm lá thì đốm mất cua thôi, nhưng mà chủ yếu là bệnh thán thư. Thán thư trái. Đó, ớt là chủ yếu thán thư. Ví dụ như thán thư anh hay xài trồng như thế nào? Ví dụ mình cái thán thư à? Dạ đúng rồi. Cái thán thư thì bây giờ một số loại thuốc trên thị trường thì nếu như phòng thì em đi đường nhẹ thôi. Xịt thuốc bột đây thì nó có hay là đây. Nó sẽ bám lên lá một chút, nó sẽ bảo vệ được. Còn xịt thuốc nước thì chỉ là tấn công những khi nó có bệnh. Thuốc bột là nó sẽ bao phủ cái bề mặt này, nó phòng cho mình. Còn cái thời gian phun nó có giống mấy loại kia không? Đấy là không. Mình muốn phun sáng chiều gì cũng được. Không, thuốc nấm thì không phân biệt là thời tiết. Mà nói chung là thuốc nấm thường là anh xịt là thí dụ như là em xịt làm sao mà để cho càng em khô càng tốt. Thế thôi. Qua những chia sẻ vừa rồi của anh Tuấn Anh cũng phần nào giải đáp được những thắc mắc cho bà con nông dân về cách chăm sóc, phòng trừ và xử lý sâu bệnh hại trên cây ớt chuông. Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp cho bà con nông dân có thêm những kinh nghiệm để có thể canh tác cây ớt chuông được năng suất và chất lượng tốt hơn. Chúc bà con nông dân thành công. Hẹn gặp bà con ở những video tiếp theo. Bác sĩ Cây Xanh là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp kỹ thuật phòng trừ sâu, trừ nấm khuẩn cho cây trồng bằng công nghệ sinh học hàng đầu Việt Nam. Bà con có thể mua hàng trên website bacsicayxanh.vn bằng cách sau. Bước 1, vào danh mục sản phẩm. Bước 2, ấn chọn sản phẩm cần mua. Sau đó bấm mua ngay. Hoặc gọi tới hotline 086 22 66088 để được tư vấn ngay. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất nhé.